Cả nhóm của Bill đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn Eivor có được hình dạng thức tỉnh của hắn, mạnh từ Eivor Driver và chuyển hóa thành Core Eivor Cobra lẫn Rider System. Hắn mang trong mình sức mạnh của thiên văn, nơi mà những vì sao tụ họp lên bầu trời. Với sức mạnh khủng khiếp của mình, hắn đã đả bại nhanh chóng Kaoru và thực hiện mục đích để tạo nên hình thể tối thượng của hắn. Vì đơn giản, hiện tại hắn chỉ mang sức mạnh của Phase 1 mà thôi, và quá trình đó sẽ bắt đầu từ Banjo, lấy Sento là con mồi, tiêm nọc độc vào người anh để bắt Banjo Ryuga phải tham chiến. Tất cả sức mạnh của anh đã dồn vào Frostjet Magma và khai thác toàn bộ sức mạnh của nó, ra một đòn quyết định để đánh ngang với hình thể mạnh nhất lúc đó của Eivor. Cả hai va chạm với nhau bằng sức mạnh tối thượng của mình. Tưởng chừng như tập cuối đã đến với Color Bill khi người đứng đó không phải là Eivor mà chính là Banjo Ryuga, nhưng hắn ta quá khác biệt. Kree lẫn Bill đều nhận ra được sự khác biệt này. Nhiệm vụ lần này của cả hai đã thay đổi, Sento đã trở thành người đi giải cứu cho Banjo. Sử dụng toàn bộ sức mạnh bí ẩn từ khối Pandora Box, anh đã tấn công liều mạng nhằm tiêu diệt Eivor bằng một chiêu thức tự hủy. Nhưng hắn ta lại một lần nữa thoát nạn và có được hình thể Rabbit từ sức mạnh của Sento. Sức mạnh của Eivor đã làm cho Ferrader ngày càng thua thiệt, nhưng may mắn Banjo được giải cứu. Trong cái rủi vẫn còn cái xui, Banjo đã bị Eivor hấp thụ toàn bộ những DNA của hắn trong người của Banjo, và anh hoàn toàn không thể nào biến hình để hỗ trợ Ree lẫn Ro trong trận chiến với Eivor. Cả hai Raider còn lại không phải đối thủ của hắn. Với sức mạnh từ Rabbit của Sento, hắn cũng đánh cho Banjo hình thể con người như tử. Trong giây phút thập tử nhất sinh, anh đã cướp lấy chiếc Bottle Dragon với sức mạnh của mình, và bằng niềm tin anh đã khôi phục lại được phần nào DNA của Eivor trong người mình, giúp anh thức tỉnh nó cùng với con rồng Dragonlight Razor, giúp nó chuyển hóa hình dạng bùng cháy. Bottle màu xanh cũng chuyển hóa thành tông màu đỏ thẫm và vàng kim. Kết hợp cả hai giúp anh có được hình thể nâng cấp sức mạnh từ Coral Crosset mang tên Grey Crosset, mạnh hơn so với Crosset Jelly. Mặc dù ra sao Crosset Magma nhưng lại chẳng thể nào so sánh với sức mạnh mà Magma mang lại. Nó như một form chỉ để debut cho hình dạng Color Blood sẽ xuất hiện trong movie mà thôi. Về tạo hình, nó cũng tương tự với hình dạng Crosset cơ bản, chỉ thay thế những màu sắc, chuyển hóa thành một màu thiên văn giống như Eivor. Cặp móng của rồng sẽ được thay đổi ở phần vai, phần bộ giáp chuyển hóa thành màu vàng, còn phần tai thì vẫn giữ nguyên màu trắng. Trên cơ thể và gương mặt đã điểm tô thành những chi tiết màu đỏ thẫm. Về sức mạnh cũng như khả năng của anh thì hoàn toàn như mình nói, tương tự như Crosset cơ bản, chỉ khác ở màu sắc cũng như đòn tấn công của anh có vẻ như mạnh hơn. Nhưng chỉ mạnh hơn so với Crosset Jelly, một form lúc đó cũng đã quá yếu rồi. Đòn tất sát của form này là Ray Dragonic Finish. Anh sẽ bao phủ bản thân bằng nguồn năng lượng đỏ và xanh lam, đại diện cho hình dạng Grey Crosset lao vào kẻ thù và dứt điểm chúng.